Đồ ăn nào có thể cạnh tranh với sô-cô-la được? Tất nhiên, mọi người đều thích ăn sô-cô-la rồi. Bây giờ bạn sẽ được xem thực phẩm sô-cô-la với thực phẩm thực, thử thách yêu thích của chúng mình. Chào mừng các bạn đến với Montidor Challenge. Nào, bắt đầu thôi nào. Tớ luôn sẵn sàng. Cái này là cái gì vậy? Có vẻ như ủng. Vậy chúng mình phải làm gì với chúng nó bây giờ? Không biết, chúng có mùi vị như nào nhỉ? Nó có mùi thơm mát. Hoàn toàn không phải chiếc giày, đây là sô-cô-la. Ôi không, thế thì tớ đều ủng thường rồi. Đây là sô-cô-la rất ngon. Thật là tuyệt. Thật không công bằng, cho nên phải ăn da giày. Tớ có một ý tưởng. Này Judy, nhìn kìa, kia là một con rồng bay kìa. Gì? Ở đâu? Ôi không, chắc là tớ nhìn nhầm rồi. Không sao, tớ sẽ ăn tiếp tục. Có vẻ như kế hoạch của tớ đã thành công. Ôi, trong miệng tớ có gì này? Trời ơi, kinh quá. Frank thành công rồi. Frank, bây giờ tớ sẽ xem bạn ăn đồ ăn của bạn như thế nào. Ăn ngay đi. Không, tớ sẽ không ăn. Ôi, hình như tớ đang ngã. Ôi không em má, tớ đã yêu bạn biết bao. Ai đã ném chiếc giày vào bạn ấy? Tớ sẽ tìm ra ai làm điều này. Ai đã làm điều này? Tớ không biết bất cứ điều gì, đó chắc chắn không phải là tớ. Đó là của bạn ấy, chính xác của bạn ấy. Vậy thì là bạn sao? Thế thì ăn giày của bạn đi. Trời ơi, điên rồi. Hương vị như một chiếc ủng vậy. Ôi, thế là bạn cũng được ném chiếc giày của bạn rồi. Điều gì sẽ chờ đợi chúng ta ngay bây giờ? Ồ, mỹ phẩm. Và thậm chí còn là sô-cô-la nữa. Tuyệt. Ồ, của bạn là sô-cô-la sao? Đúng. Trang điểm để làm gì nếu tớ có thể ăn món mỹ phẩm này? Thật là tuyệt, tớ rất thích. Còn đây là nước hoa sô-cô-la. Chúng không chỉ có mùi sô-cô-la thơm mát mà còn mùi vị thực sự không có gì bằng. Bạn muốn thử không? Tất nhiên rồi, của bạn đây. Nhịn đi, tớ sẽ ăn một mình. Trời ơi, tớ chắc chắn không thể ăn được đồ mỹ phẩm của mình được rồi. Ít nhất tớ sẽ được trang điểm. Ôi, tìm được giải trí rồi đấy. Thật tuyệt, tớ sẽ trở nên xinh đẹp hơn. Có bao nhiêu loại kem khác nhau. Trời ơi, bạn bôi hết cả khuôn mặt của bạn bây giờ. Còn nước hoa nữa mà. Sao, bạn thấy thế nào? Bạn có thích hình ảnh mới của tớ không? Chỉ thiếu một cái gì đó, đến đây tớ sẽ bôi môi cho bạn. Đây. Bây giờ thì rất là xinh. Một cảnh quá tuyệt vời đáng yêu. Tớ biết tớ là một người đẹp mà. Đây, cầm lấy gương đi, đánh giá vẻ đẹp của mình đi nào. Trời ơi, tớ là con quái vật. Tớ khẩn cấp phải trốn đi đâu đó thôi. Bây giờ chắc chắn sẽ không ai nhận ra tớ. Nào, trông bạn cũng đáng yêu mà. Giờ thì sao? Chúng ta sẽ tìm hiểu nhé. Thật tuyệt. Đó là một thỏi vàng. Tớ cũng vậy. Bây giờ chúng ta giàu to rồi. Tất nhiên rồi, tớ rất thích tiêu tiền. Tớ sẽ mua một chiếc xe hơi, một ngôi nhà khổng lồ. Tuyệt. Nhưng ước mơ của bạn khó có thể trở thành hiện thực. Gì? Tại sao? Nhìn vào bàn tay của mình đi. Ôi, thật là kinh dị. Đó là một thanh sô-cô-la. Được rồi, ít nhất chúng ta có thể ăn. Chà, ngon không? Rõ ràng bạn không thể mua một chiếc xe hơi hoặc là một ngôi nhà. Nhưng tớ thì có thể. Của tớ to hơn rất nhiều. Cũng nặng nữa chứ. Tớ đã mơ về điều này. Đưa nó cho tớ đi. Dĩ nhiên là không. Đây là thỏi của tớ. Đưa nó đây. Tớ cũng muốn trở nên giàu có. Không, cái này của tớ. Thử đuổi tớ đi nào. Bạn thấy chưa? Ai đã chạy đi đấy.
Bạn có thấy một cô gái với thỏi vàng đây không? Không, chúng tôi không thấy gì cả. Bạn có thể thoát. Thôi, cảm ơn đã giúp. Tớ có thể mua dưa hấu này từ bạn được không? Chắc chắn rồi. Tuyệt, cảm ơn, tạm biệt. Đâu mất rồi? Tớ, tớ đây mà. Thỏi vàng đâu? Tớ đã đổi nó cho một quả dưa hấu rồi. Bạn đã làm gì? Nó có giá trị gấp bao nhiêu lần mà. Hãy cùng tìm hiểu điều gì đang chờ đợi chúng ta lần này nhé. 1, 2, 3. Gì? Trời ơi, cái này để làm gì? Tớ cũng vậy. Chúng ta phải trả cái gì vào nó? Hãy kiểm tra đi. Chắc chắn có điều gì đó không ổn với cái này. Wow, đây là sô-cô-la mà. May mắn quá. Gì? Sô-cô-la? Có lẽ tớ cũng có một cái nào ăn được. Đưa tớ đây nào. Này, cái này của tớ. Nhưng tớ cần cái này nhiều hơn. Ồ, có bao nhiêu sô-cô-la. Tớ không nghĩ bạn ấy sẽ phiền nếu tớ ăn trộm dù chỉ một ít thôi. Dừng lại, đây sô-cô-la của tớ. Nhưng tớ cũng đói, tớ muốn sô-cô-la. Chỉ để thủ thôi mà. Bạn muốn, nhưng tớ sẽ ăn. Ôi, ngon thế. Bạn cho tớ thử một tí đi. Muốn thử sao? Này, bắt lấy đi. Cảm ơn, tuyệt quá. Ôi, bạn ấy kỳ lạ ghê. Để bạn ấy hạnh phúc đi. Thật tuyệt, đó là một con chó sô-cô-la. Của cậu là sô-cô-la, nhưng tớ có một con chó thật dễ thương. Ôi, đáng yêu quá. Hãy cho tớ vuốt ve nó. Không, đây là con chó của tớ. Ôi, nhưng mà nó yêu lắm mà. Tớ biết. Không, không được. Ôi, con chó dễ thương đáng yêu của tôi. Không sao, tớ cũng có thể ăn sô-cô-la chó của mình mà. Nó không chỉ đáng yêu mà còn rất là ngon nữa. Đúng rồi, chó yêu xương mà. Không, nó không được ăn sô-cô-la đâu. Nhưng tớ cũng muốn chơi với con chó mà. Bây giờ tớ chỉ biết ăn nó thôi. Không sao đâu, đồ đáng yêu. Chúng ta không có sô-cô-la cũng được mà. À, đúng rồi, chó rất yêu xương mà. Đây, ra đến đây nào. Ra đây, người bạn đáng yêu nào. Này, bạn ăn cắp chó của mình, bạn không xấu hổ sao? Tớ không ăn trộm ai cả, nó tự đến với tớ mà. Trời ơi, tớ lại bị bỏ một mình rồi. Ôi, có chuyện gì xảy ra vậy? Ôi, tệ quá. Con chó của bạn, nó không thân thiện một chút nào. Nó muốn ăn thịt tớ. Nó đã làm đúng. Hãy đến với tớ, niềm vui của tớ. À, cứu tớ. Ôi, một con chó thông minh. Hôm nay trời rất tuyệt. Các bạn nữ anh hùng của chúng ta thậm chí còn có thời gian để chơi và chăm sóc với chó con nữa. Đó là một con chó rất dễ thương đúng không? Bạn sẽ luôn tìm thấy các video thú vị hơn nếu ở lại với chúng tớ tại Munchido Challenge.